Đồng loạt sửa tựa bài tường thuật cuộc họp của Chính phủ hôm 29 tháng 12, biến chỉ trích có địa chỉ cụ thể của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành chung chung. Trong cuộc họp giữa giới lãnh đạo Chính phủ Việt Nam với giới lãnh đạo chính quyền các tỉnh, thành phố, ông Phúc chỉ trích gay gắt quy hoạch đô thị ở Hà Nội. Theo Thủ tướng Việt Nam, sở dĩ môi trường, giao thông ở Hà Nội trở thành thảm trạng khiến hệ thống công quyền loay hoay tìm hoài không ra lối thoát là vì chính quyền thành phố Hà Nội phóng tay cấp giấy phép cho xây dựng hàng loạt cao ốc khiến hạ tầng quá tải. Ông Phúc dẫn trường hợp cho xây dựng cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ làm ví dụ và nêu câu hỏi: ai cho phép xây dựng cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ? Không có lý thuyết nào về quy hoạch lại chấp nhận chuyện cho xây dựng tại một nơi như Giảng Võ cao ốc 50 tầng. Với hàng ngàn căn hộ cao cấp, nếu mỗi gia đình có 2 xe hơi thì ra vào qua lại như thế nào? Nếu khoảng đất trống nào cũng cấp giấy phép xây dựng cao ốc như thế thì Hà Nội sẽ ra sao? Ông Phúc khẳng định, thảm trạng là do chúng ta gây ra. Cũng theo lời của Thủ tướng Việt Nam, thì ông ta từng yêu cầu chính quyền thành phố Hà Nội kiểm tra và báo cáo về trường hợp cấp giấy phép xây dựng cao ốc 50 tầng tại Hà Nội trước ngày 15, nhưng tới nay, ngày 29 tháng 12 vẫn chưa nhận được báo cáo. Cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ là tổng hợp văn phòng, trung tâm thương mại, office tower và căn hộ chung cư cao cấp, dự trù mang tên Vinhomes Giảng Võ, được khởi công hồi hạ tuần tháng 10 trên nền của trung tâm triển lãm Giảng Võ, diện tích 6,8 hectare nằm giữa lòng Hà Nội. Chủ đầu tư Vinhomes Giảng Võ là 3 tập đoàn tư nhân, tập đoàn Vingroup, tập đoàn TNT, tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trong 3 tập đoàn này, Vingroup là một cái tên mà gần như không người Việt nào không biết. Chủ tịch Vingroup là ông Phạm Nhật Vượng, 48 tuổi. Ông Vượng là người được gửi sang Nga du học vào năm 1987. Tại Nga, ông Vượng trở thành một trong những soái nổi tiếng nhất. Giống như nhiều soái khác, sau khi Việt Nam đổi mới, ông Vượng quay trở về Việt Nam đầu tư và trở thành soái thành công nhất. Vincom rồi Vingroup của ông Vượng liên tục được cấp giấy phép đầu tư các dự án bất động sản trên những khu đất được ví là vàng trên khắp Việt Nam, kể cả những khu đất thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Những dự án bất động sản đó góp phần đưa ông Vượng vào danh sách các tỷ phú trên thế giới do Forbes công bố hàng năm. Tên ông Vượng xuất hiện trong danh sách này vào năm 2013, xếp thứ 974 với tổng giá trị tài sản là 1,5 tỷ đô. Sau 3 năm, mới đây, theo xếp hạng của Forbes, ông Vượng xếp thứ 916 trong danh sách các tỷ phú trên thế giới với tổng giá trị tài sản là 2,2 tỷ đô. Trong 3 năm, tổng giá trị tài sản tăng thêm 700 triệu đô. Có một điểm đặc biệt là dù các dự án bất động sản của ông Vượng có rất nhiều điểm bất thường và gây ra đủ thứ xáo trộn về mọi mặt, nhưng ông Vượng chưa bao giờ bị hệ thống truyền thông Việt Nam chỉ trích. Những thông tin bất lợi cho Vingroup rất hiếm. Chỉ trích của ông Phúc, Thủ tướng Việt Nam đối với cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ cũng thuộc loại hiếm vì rất nhiều người biết chủ đầu tư là ông Vượng. Tuy nhiên, ngay cả Thủ tướng Việt Nam cũng không thể tạo ra ngoại lệ. Lúc đầu, rất nhiều bài tường thuật cuộc họp của Chính phủ Việt Nam hôm 29 tháng 12 đưa chi tiết cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ vào tựa vì báo giới ở đâu cũng biết độc giả của họ quan tâm đến điều gì. Tuy nhiên, ngay sau đó hệ thống truyền thông Việt Nam đồng loạt sửa tựa, bỏ chi tiết cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ. Chẳng hạn, báo Người Lao Động đổi tựa: Thủ tướng, quy hoạch nào cho xây dựng chung cư 50 tầng ở Giảng Võ thành chung cư cao tầng dài đặc gây ách tắc giao thông? Báo Điện tử Vietnamnet thì đổi tựa: chung cư 50 tầng ở trung tâm, mỗi nhà giàu 2 ô tô, đi đường nào? Thành: chung cư cao tầng ở trung tâm, mỗi nhà giàu 2 ô tô, đi đường nào? Báo Dân Việt đổi tựa: trung tâm Giảng Võ xây chung cư 50 tầng sao chịu nổi chứ? Thành tựa: Thủ tướng không vì lợi ích trước mắt mà quên cộng đồng. Báo Dinh thì đổi tựa: Thủ tướng ai cấp phép xây dựng cao ốc 50 tầng ở Giảng Võ? Thành tựa: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cần rà soát lại quy hoạch đô thị. Trang web của Đài Phát thanh Quốc gia VOV đổi tựa: Thủ tướng có nói về việc xây dựng chung cư cao tầng ở khu đất Giảng Võ? Thành: Cảm ơn Thủ tướng. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng nghe bài Ông Phúc khều Ba Dũng, bài của tác giả Cô Tư Sài Gòn đăng trên Việt Báo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chọc giận cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Đúng như thế. Có chỉ đích danh hay không? Không, ông Phúc không chỉ đích danh, nhưng hầu hết người đọc đều thấy đúng là ông Phúc chọc quê Ba Dũng. Vậy bao giờ? Ngày 28 tháng 12 năm 2016, ông Phúc tuyên bố vài câu và được hiểu là tấn công nhóm lợi ích Nguyễn Tân Dũng. Chuyện gì?
Chuyện dự án xây nhà cao tầng ở nội đô Hà Nội, trong đó có một dự án xây nhà cao 50 tầng được chấp thuận từ Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và Ủy ban Nhân dân Hà Nội chỉ vài ngày trước khi ông Dũng bàn giao chức Thủ tướng cho Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức Thủ tướng vào ngày 7 tháng 4 năm 2016. Báo Tiền Phong ngày 31 tháng 12 năm 2016 ghi ngay đoạn văn đầu. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương ngày 29 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ việc cho xây dày đặc chung cư cao tầng trong các quận nội đô đã dẫn đến tình trạng tắc đường nghiêm trọng hiện nay tại Hà Nội, và đây là nguyên nhân không thể chối bỏ. Báo Dân Việt trong bản tin Mảnh đất trống nào cũng xây cao ốc, Hà Nội sẽ ra sao? Hôm 31 tháng 12 năm 2016 nói minh bạch hơn, quy lỗi cho các đại gia. Các đại gia say sưa thâu tóm các mảnh đất vàng, rồi ồ ạt xây nhà, bất chấp các quy định của chính phủ, không theo bất kỳ quy hoạch nào, không đếm xỉa đến các định hướng ưu tiên phát triển các đề án công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, cũng như tuân thủ các đòi hỏi khác về hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị. Đó là câu hỏi đầy cảm thán của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị giao lưu trực tuyến với các địa phương ngày 29 tháng 12. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, người đứng đầu chính phủ đề cập trực diện đến một trong những vấn đề nhức nhối nhất của thủ đô Hà Nội: xây tràn lan, dày đặc các cao ốc giữa ngay nội đô. Có nghĩa là mọi chuyện kẹt xe ở Hà Nội và Sài Gòn là do Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cho xây các tòa nhà hàng chục tầng lầu. Báo Đời Sống và Pháp Luật mới có bản tin là Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội tuân thủ quy hoạch nhà cao tầng, trong đó ghi nhận. Ngày 29 tháng 12, phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến giữa chính phủ và các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần chấn chỉnh công tác quản lý đô thị. Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cần nghiêm túc rà soát lại nhằm chấn chỉnh kịp thời trước khi quá muộn. Tôi nói các đồng chí phải hiểu rằng, không vì lợi ích trước mắt, lợi ích nhóm mà quên đi lợi ích cộng đồng, Thủ tướng nói. Trước đó vào tháng 4 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử Hà Nội. Theo đó, khu vực này được kiểm soát chặt chẽ về quy hoạch kiến trúc. Lần đầu tiên các chỉ tiêu liên quan đến không gian đô thị, quy hoạch về chiều cao chi tiết được ban hành. Quy chế xác định chiều cao tối đa các công trình cao tầng ở các vị trí khu vực khá chi tiết. Nhiều tuyến phố trong khu vực phố cổ không được phép xây dựng nhà cao tầng như Hàng Đậu, Phan Đình Phùng, một số đoạn trên đường Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn, Lò Đúc, Pháo Đài Láng, v.v. Các tuyến phố khu vực khác hoặc nút giao thông được phép xây dựng các tòa cao ốc dao động từ 13 tầng đến 27 tầng. Một số điểm hạn chế chiều cao như đường Lê Duẩn tối đa 9 tầng, phố Hào Nam, Thái Hà, Chùa Bộc tối đa 13 tầng. Có nghĩa là ông Phúc chỉ trích Ba Dũng là lợi ích nhóm. Bản tin BBC ghi nhận, phiên họp ngày 29 tháng 12 lần đầu được phát trực tuyến và được đông đảo người theo dõi. Ông Phúc đã đề cập đến một số vấn đề được cho là nhạy cảm với thái độ thẳng thắn. Một trong những chủ đề đó là quy hoạch đô thị ở thủ đô Hà Nội, với việc cấp phép xây dựng hàng loạt chung cư cao tầng dẫn đến quá tải trầm trọng về giao thông, cấp thoát nước và môi trường. Đặc biệt, ông Thủ tướng nhắc một công trình cao ốc dự tính xây ở nơi từng là trung tâm triển lãm Giảng Võ. Ông Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi, ai cho phép xây dựng cao ốc 50 tầng ở Giảng Võ? Ông nhấn mạnh, không có một lý thuyết quy hoạch nào mà tại trung tâm Giảng Võ lại xây dựng chung cư 50 tầng với mấy nghìn căn hộ, làm sao chịu được. Tôi đề nghị Hà Nội ngày 15 báo cáo lên đây, nhưng đến nay chưa báo cáo. Mảnh đất nào trống chúng ta cấp cao tầng hết thì Hà Nội sẽ ra sao? Nguy cơ này là do chúng ta gây ra. Hồi tháng 4 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định 11/2016 QĐ-UBND về quy hoạch công trình cao tầng nội đô. Theo đó, khu vực triển lãm Giảng Võ số 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội là điểm nhấn đô thị, nơi được cấp phép xây dựng 50 tầng duy nhất trong nội đô lịch sử. Được biết, công trình này là tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, office tower và căn hộ chung cư cao cấp với diện tích 6,8 hectare đã động thổ hôm 20 tháng 10 năm 2016. Chủ đầu tư được thông báo là tập đoàn Vingroup cùng tập đoàn TNT và tập đoàn Tân Hoàng Minh. Thế rồi, truyền thông Việt Nam sau một thời gian đặt câu hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong tựa đề các bài tường thuật đã nhanh chóng gỡ xuống. Ví dụ như báo điện tử Vietnamnet thay vì tựa đề chung cư 50 tầng ở trung tâm, mỗi nhà giàu hai ô tô đi đường nào, đã đặt tựa đề
chung cư cao tầng ở trung tâm, mỗi nhà giàu hai ô tô đi đường nào. Báo Người Lao Động thì thay tựa, Thủ tướng, quy hoạch nào cho xây dựng chung cư 50 tầng ở Giảng Võ, thành chung cư cao tầng dài đặc gây ách tắc giao thông, v.v. Tuy nhiên, nội dung các bài tường thuật vẫn phản ánh ý của ông Phúc trăn trở về việc các khu chung cư cao 40-50 tầng dài đặc, từ đó gây ách tắc giao thông, quá tải trầm trọng giao thông, cấp thoát nước, môi trường. Trong khi từng chúng ta, con em, gia đình đang cần các công viên, công trình công cộng và góp phần thu hút du khách, phát triển du lịch bền vững. Có phải ông Phúc tử tế hơn ông Dũng, người đã từng nói khi xuống ngôi là sẽ cố gắng làm người tử tế? Khi nào bạn kẹt xe ngoài phố, hãy nhớ đấy nhé, có lợi ích nhóm làm kẹt xe đấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần bình luận có tựa đề Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn mặt Ba Dũng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam.